mình sẽ gọt vỏ ha. Rồi. Hoa lan thì mọi người có thể mua ở ngoài chợ rất là dễ mua. Không thích ăn khoai lan thì cứ mua khoai cao, khoai tây tùy ha. Khoai tây mình thích cái gì thì mình làm cái đó ha. Đây, cái khoai lan này nó mình gọt vỏ, mình sẽ ngâm nước nha các bạn. Người nó sẽ bị đen á, trong khi ngâm nước chúng ta chiên khoai lan cho giòn á, ta chế cho một ít giấm ha. Rồi quay chi tiết cho cả nhà xem. Tuy nhiên mình để rút ngắn cái thời gian thì có khoai chiên sẵn rồi, tuy nhiên mình phải quay lại cái cách gọt khoai, ngâm khoai, mình cắt củ khoai thì chẻ ra làm ba. Cả nhà mình có thể thích cái phong cách như thế nào thì tùy. Cắt đúng rồi, cắt mình thích, mình muốn ăn bào mỏng á thì mình cắt mỏng cũng được ha. Tuy nhiên bào mỏng á thì thường để khoai chiên mắt. Cái cơ cấu củ khoai là như vậy ha. Mình ăn mỏng hơn thì mình cắt mỏng hơn nha cả nhà. Chiên nó sẽ mau chín hơn. Mau chín nó sẽ giòn hơn. Xôi nha cả nhà, nó xôi nó sẽ bị dai ha, cái thịt bò chúng ta, ta mua khi mà sử dụng bò thì bò út cũng được nè, mình thích ăn cái nào thì mình cắt cái đó thôi, mua cái đó thôi, bò út thì nó sẽ có nguyên khối hơn, nó sẽ đây chúng ta cắt một phân, một phân rưỡi tùy vào dạ, đúng rồi nha. Cái độ của mình nó cắt sơ nhẹ nhẹ nhàng, à, tuy nhiên cái này mình làm cho nhà mình ăn cho nên mình không có cắt dày quá nha, mà cũng không mỏng quá, mỏng quá thì nó cũng không ngon, nó bị ướt thịt ha cả nhà. Đó, mình cắt sớ ngang nha các bạn. Đây, bò mà các bạn mới cắt sớ xuôi là ăn không nổi nha. Rồi đây. Mình có trần gì không cô? Trần là trần cho nó chúng ta có cái cây vần thịt đó thì chúng ta vần ha, ra có chúng ta phần nhẹ thôi cho nó thấm gia vị thôi ha. Bạn có tỏi vô nước tương nè, nhớ là thịt bò chúng ta phải ướp vào ăn nha cả nhà, công dụng cho nó mềm thịt đó cô. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình sử dụng mấy cái muỗng canh nào để mình ướp vô thì mình chia sẻ trực tiếp luôn. Đây chúng ta dầu ăn, chúng ta cho mà 2 muỗng canh ha, dầu ăn nó sẽ làm bóng thịt, 3 muỗng nó sẽ bóng thịt thì nhiều, cái dầu thì nó sẽ mướt thịt hơn ha. À, bóng thịt, mướt thịt, mềm thịt nó nha cả nhà. Dạ đúng rồi, cái dầu nó có công dụng ha. Đây. Rồi, ở đây cái này là nước tương. Mình đã sắn nước đường sẵn rồi ha, nước đường rất là dễ thắng, bạn cứ cho vào là một ít nước vào là thắng thôi. Đây cái này là nước đường nha cả nhà, xì rất nước đường ha, chúng ta cho vào. Khi mà ướp thịt á, ướp bằng đường nguyên á, nó sẽ lâu tan hơn và mình làm nó sẽ dễ bị khét hơn ha. Mình thắng như vậy nó không bị khét. Đây là bí quyết để chia sẻ ha. Thì tùy vào cái ba muỗng canh.
cái syrup nước đường này theo cái lượng thịt này là 500g ha. Sẽ cho 3 muỗng. Thì tùy vào cái gia vị khẩu vị của nhà mình có thể gia giảm ha. Tuy nhiên syrup nước đường này 3 muỗng canh đường đã được pha ra rồi, không có